Kính thưa cô Thảo, thầy Ân, các thầy các cô, các anh chị đồng nghiệp, rất là xin lỗi là tại vì xuất hiện trong cái hình hài như này. Nhưng mà một thời gian qua 3 4 tháng Covid rồi, căng thẳng quá, giờ có dịp được gặp nó cỡ nào cũng phải tới, cũng phải chơi thôi. Chúng ta đã nghe rất nhiều cái báo cáo về vấn đề mà nhiễm nhiễm khuẩn, và cũng đã thấy một cái hình hình ảnh mà không có gì sáng sủa về vấn đề nhiễm khuẩn, đặc biệt là trên các bệnh nhân mà có nhiễm khuẩn đa kháng. Thế bây giờ mình xem qua bên đối với nhiễm khuẩn, nhiễm một cái thứ khác là nhiễm nấm, xem cái tình hình nó ra làm sao. Thế thì chúng ta thấy rằng là cái vấn đề trước đại dịch mình đã nói vấn đề nhiễm nấm xâm lấn rất nhiều. Một cái điều đáng lo ngại nhất của nó là cái nhiễm nấm xâm lấn vẫn có đang có một cái xu hướng ngày càng gia tăng. Mình thấy ở đây là có một cái nghiên cứu mới năm 2010 thì cái tần suất mà trên 100.000 người trên một năm đó thì nó đã gia tăng từ 24,3 lên năm 2010 lên 20 31,8 trên năm 2015. Đấy, có một cái xu hướng gia tăng rất rõ ràng. Thế mặc dù cái xu hướng nó gia tăng như thế nhưng mà năm cái loại nấm mà chúng ta thấy thường gặp thì nó vẫn không có thay đổi. Gồm có 5 loại: Candida, Aspergillus, TCP, Cryptocurrypis và Histoplasmosis. Thế cái đặc điểm duy nhất của cả năm cái loại này là gì? Gây nên cái tình trạng tỷ lệ tử vong rất cao, từ 30 đến 70% liên quan đến vấn đề nhiễm nấm xâm lấn. Và chúng ta thấy là nếu mà so với lại nhiễm khuẩn đa kháng thì đôi khi nó còn cao hơn rất nhiều. Thì tại sao có sự gia tăng như thế? Tại sao có sự gia tăng như thế? Thì người ta nghiên cứu và người ta thấy rằng nó có một số các yếu tố liên quan, ví dụ như sự thay đổi khí hậu của toàn cầu, cái độ ấm lên rồi bão lụt vân vân, rồi sự thay đổi trong các cái kỹ năng chăn nuôi hay là trồng trọt, nó cũng ảnh hưởng tới tạo ra cái điều kiện thuận lợi cho nấm, các loại vi nấm phát triển. Rồi cái nữa là cái sự thay đổi trong y khoa, chúng ta sử dụng rất rất nhiều các cái can thiệp sâu vào trong các bệnh nhân, đặc biệt là các bệnh nhân nặng, do đó thì nó dẫn tới là những bệnh nhân nặng nó sống kéo dài hơn, thì tuy nhiên là cái sự xâm nhập của nấm nó cũng dễ dàng hơn. Thế thì như vậy thì đối với lại trong bệnh nhân COVID thì có gì thay đổi hay không, có khác biệt với lại bệnh nhân nông COVID trước đây hay không, thì chúng ta thấy là một cái nghiên cứu gộp cho ra thấy là có một cái tỷ lệ nhiễm Candida máu đó nó gấp 2 lần đối với giữa những bệnh nhân COVID và những bệnh nhân nông COVID. Thế đồng thuận với cái nghiên cứu này thì người ta thấy là có hai cái nghiên cứu độc lập khác, thì người ta thấy là cái tỷ suất mà xuất hiện nhiễm Candida máu ở bệnh nhân COVID tăng gấp 9 cho tới 10 lần so với bệnh nhân không COVID, thì mình thấy là cái đó là rất là đáng ngại. Và đấy là riêng với lại Candida, còn đối với lại rất nhiều những cái nghiên cứu khác ở trên thế giới trong vòng 2 năm 2020 2021, từ tất cả các quốc gia trên thế giới đều cho thấy một cái đồng nhiễm nấm xâm lấn là rất là gia tăng. Thế cái điều này nó là thực sự là đáng ngại, và người ta đưa tới một cái nhận định gì? Người ta với nhận định là cái tỷ lệ đồng nhiễm trên bệnh nhân COVID mà liên quan tới nấm đó thì là gần như tất cả các cái ICU đều có. Nó chỉ có thay đổi về cái tỷ lệ thôi, từ 1,4% đến 39%. Và tất cả các cái tình trạng này nó đều liên quan tới vấn đề mà gia tăng cái tỷ lệ tử vong. Và chính vì vậy cho nên cái vấn đề chẩn đoán sớm và điều trị sớm cái nhiễm nấm xâm lấn là cái vấn đề cần phải đặt ra bên cạnh cái đồng nhiễm vi khuẩn. Thế tuy nhiên mình phải biết rằng là nó có giống như nhau ở các cái vùng miền này không, thì tôi đơn cử ở đây 3 cái nghiên cứu ở Anh Quốc, ở Hoa Kỳ và Ấn Độ, thì chúng ta thấy là ở mỗi một quốc gia khác nhau hay là từng vùng miền từng địa phương khác nhau, nó cũng có thể dẫn tới những cái tình trạng nhiễm nấm xâm lấn, nhưng mà cái tác nhân mà nhiễm nấm xâm lấn thì nó hoàn toàn là khác nhau từng cái cơ sở y tế. Ví dụ như ở Anh Quốc thì người ta thấy là kể cả Aspergillus và Candida nó đều tăng. Trong khi đấy thì một cái cơ sở tại Mỹ thì người ta lại thấy là Candida là chính chủ yếu, còn ở Ấn Độ thì chúng ta đã biết rồi, cái nấm đen đó là chiếm thế thượng phong. Thế thì tình hình nhiễm nấm tại Việt Nam thì như thế nào? Thì chúng ta thấy là cho tới nay chúng ta chưa có một cái báo cáo nào mà đầy đủ và tổng kết tất cả các nơi. Thế tuy nhiên là qua một cái thời gian giống như là chúng ta kết hợp với lại các cái tiểu ban điều trị đó, thì giống như cô Thảo cũng là tham gia, Ân cũng tham gia, thì chúng ta thấy là cái liên quan đến vấn đề nhiễm nấm là rất nhiều. Thì chúng tôi lấy một cái đơn cử một cái xét nghiệm, một cái kết quả tại chợ đấy, cái năm 2019, trong cả năm
Trong toàn bệnh viện thì chúng tôi chỉ có 123 cái mẫu cấy mà phát hiện ra những candida mà thôi. Nhưng mà chỉ trong vòng 3 tháng, từ tháng 7 đến tháng 10 năm 2021, trên gần 1.000 bệnh nhân COVID thì chúng tôi đã có 181 mẫu. Các bạn thấy có một sự chênh lệch cực kỳ lớn. Và trong đấy thì có 94% là 94-95% là do candida. Còn Aspergillus tại tôi thì bệnh viện tôi thì chỉ có một ca. Sau đó là các bạn sẽ nghe cái vấn đề của tiến sĩ Hồng Lam về vấn đề Aspergillus tại cái cơ sở y tế khác. Cái nguyên nhân tăng tỷ lệ nhiễm nấm xâm lấn ở bệnh nhân COVID là gì? Thì chúng ta thấy là thứ nhất là khi mà cái con COVID nó xâm nhập vào chúng ta, nó làm cho rối loạn toàn bộ hệ thống miễn dịch, làm cho tăng yếu tố tiền viêm và giảm yếu tố ức chế viêm, rất phù hợp với Aspergillus phát triển. Và tổn thương niêm mạc rất lớn, dẫn tới cái tình trạng dễ dàng xâm nhập nấm, xâm nhập vào trong các cái mô tạng, rồi tập trung lymphocyte tới cái chỗ viêm, làm cho giảm lymphocyte máu rất nặng nề và dẫn tới tình trạng giảm đáp ứng miễn dịch toàn thân. Ngoài ra thì vấn đề điều trị chúng ta thấy là xài corticoid, xài kháng thể đơn dòng, xài kháng sinh kéo dài trên những bệnh nhân nặng cũng là một cái yếu tố rất phù hợp để cho nấm phát triển. Rồi ngoài ra thì thở máy, sử dụng khí dung đặt rất nhiều catheter vân vân trên những bệnh nhân có cái cơ địa đặc biệt giống như là tiểu đường, COPD này kia đó, thì là cũng làm cho tình trạng rối loạn miễn dịch cho của bệnh nhân tăng lên rất nhiều và dẫn tới tình trạng auto infection hoặc là một cái nhiễm nấm từ bên ngoài vào. Và cuối cùng là cái môi trường làm việc rất là khắc nghiệt trong các cái khu cách ly, rồi trình độ nhân viên y tế không đầy đủ, dẫn tới một cái tình trạng là cái khả năng phát hiện nấm không có sớm, dẫn tới cái tình trạng nhiễm trùng chéo giữa giữa các bệnh nhân trong cái khu vực cách ly. Như vậy thì chúng ta thấy là gì, cái tỷ lệ tăng cao, nhưng mà cái chẩn đoán thì thế nào rất là khó khăn. Trước đây chúng ta dựa vào ba cái yếu tố là lâm sàng, yếu tố ký chủ, xét nghiệm, và sau khi có ba cái dữ liệu này chúng ta sẽ sử dụng các cái mô hình chẩn đoán để xác định về vấn đề nhiễm nấm xâm lấn. Thế nhưng mà tại bệnh nhân COVID thì chúng ta thấy sàng những cái triệu chứng mà tổn thương phổi chẳng hạn, thì thấy là sốt, ho, ho khạc đàm, vân vân, suy hô hấp, thì nó ở ngay cái bệnh nhân mà bị ARDS ở trong bệnh nhân COVID cũng có rồi. Về như vậy là lâm sàng thì cũng khó. Cái thứ hai là về yếu tố ký chủ, thì bản thân cái người bị COVID nặng hay là những cái người mà bị bệnh nền nhiều và suy giảm miễn dịch rất nhiều, do đấy người ta nằm ở ICU lâu ngày, cho nên cái yếu tố ký chủ cũng gần như bị bỏ qua ha. Là tất cả các bệnh nhân COVID nặng đều có. Vấn đề xét nghiệm thì chúng ta rất là hạn chế, đặc biệt là các cái vấn đề xét nghiệm mà nông nông culture đó, là không canh tấy đó, để có nó giúp chúng ta nhanh phát hiện hơn, thì gần như là các cơ sở y tế là không có, ngay kể cả chỗ đấy chúng tôi cũng có. Nhưng cái vấn đề như là betadine glucan thì hiện tại cũng không thực hiện được, vân vân. Như vậy thì với ba cái yếu tố mà gây nhiễu mình chúng ta không có đặc hiệu như vậy, chúng ta cuối cùng áp dụng lên các cái mô hình chẩn đoán nó cũng không được, do đó là dẫn tới là rất nhiều bệnh nhân bị bỏ sót cho vấn đề nhiễm nấm xâm lấn. Thế thì cái vấn đề khó khăn là ở chỗ như vậy thì chúng ta dựa trên lâm sàng là chính. Nếu mà một bệnh nhân mà sốt không tìm được nguyên nhân trong quá trình điều trị, hoặc là bệnh nhân đang cải thiện tốt thì bây giờ bị quay ngược trở lại, chúng ta không tìm được cái nguyên nhân nào khác, thì chúng ta phải thử thêm nhân nấm. Và đặc biệt là chúng ta phải chú ý đến những bệnh nhân mà COVID có những yếu tố mà hỗ trợ rất dễ dàng để nhiễm, thì là nó có là giảm lymphocyte máu, rồi giảm CD4, CD8, giảm interleukin, và trong đó đặc biệt interleukin 10. Và nếu mà bệnh nhân xấu đi nhưng PCT máu âm tính cũng phải chú ý đến vấn đề nhiễm nấm. Thế thì cái vấn đề của chúng ta là chúng ta xem lại các thuốc kháng nấm hiện nay chúng ta đang là có cái gì. Mình thấy là tất cả các thuốc giống như amphotericin B, voriconazole và nhóm echinocandin hiện tại chúng ta cũng may mắn là đã có đầy đủ. Và trên in vitro đó thì cái nhóm echinocandin vẫn là cái nhóm mà có thể sử dụng được đầy đủ rất tốt nhất trong các cái nhóm thuốc mà chúng ta kháng nấm chúng ta đã nêu. Thế tuy nhiên với điều trị trong cái điều trị theo kinh nghiệm đó, chúng ta phải chọn lựa thuốc như thế nào, bởi vì trong bệnh nhân COVID những bệnh nhân rất là mong manh, bệnh nhân nặng rất là mong manh, tổn thương rất nhiều tạng, cho nên khi mà chúng ta sử dụng thì chúng ta phải chú ý đến cái side effect. Thì trong đó thì chúng ta cũng thấy rằng cái thằng side effect ít nhất vẫn là nhóm echinocandin. Thế thì đối với chúng ta phải khởi đầu theo kinh nghiệm nhiễm candida xâm lấn trên bệnh nhân thường và bệnh nhân COVID thế nào. ADSA nói là nếu chúng ta cần điều trị càng sớm càng tốt.
trên những bệnh nhân nặng mà có những diễn tiến mà xấu đó. Thì đối với lại như tôi nói về cái chẩn đoán trên bệnh nhân COVID đó, rất là khó khăn. Vậy thì chúng ta sử dụng bằng cách gì, làm thế nào? Thì chúng ta thấy là các cái nhà chuyên gia, các cái hiệp hội chuyên gia trên thế giới đã đăng báo rất nhiều và họ đã đồng thuận với nhau trên các cái báo quan trọng giống như Lancet hoặc Nikkei đó. Thì mình thấy là chúng ta phải cần nhớ rằng nhiễm nấm xâm lấn là một phần diễn tiến của bệnh COVID, có nghĩa là nó không phải là biến chứng nữa mà nó sẽ chắc chắn là nó sẽ có, gần như chắc chắn là chúng ta sẽ có, tại vì cái yếu tố thuận lợi nó phát tốt đấy. Và cái thứ hai là chúng ta cũng không có thời gian để mà đợi chờ các cái confirm các cái vấn đề để chẩn đoán, mà chúng ta phải điều trị càng sớm càng tốt nếu bắt đầu nghi ngờ, chứ không đợi chờ các cái bằng chứng nữa. Thế cái này là một cái nó rất là khác biệt trong vấn đề điều trị. Nhưng mà vấn đề chọn lựa thuốc như thế nào và điều trị như thế nào thì như là trên tôi nói, mỗi một vùng miền khác nhau, mỗi một quốc gia khác nhau thì nó sẽ có chủ đạo cái loại nấm gây bệnh khác nhau. Ở đây thì chợ đấy theo thống kê chợ đấy thì mình thấy là 95-96% là Candida. Như vậy chúng ta phải nhắm vào các loại thuốc để chữa trị được Candida. Và đây là một cái kháng sinh, kháng nấm đồ để cho chúng ta thấy các loại nấm bây giờ hiện tại nó đang sử dụng như thế nào. Thì mình thấy là cái nhóm echinocandin cũng vẫn là hiệu quả rất là tốt, echinocandin hiệu quả tốt, mà ngược lại thì nó lại có một cái là gì ạ, là tác dụng phụ ít. Thì như vậy cho chúng ta chọn lựa. Tuy nhiên phải chú ý rằng ở đây caspofungin đó, sau một khoảng thời gian xả rất nhiều thì cái nhóm là Plata đó, candida là Plata nó đang bị biểu hiện cái sự gia tăng đề kháng, và chúng ta phải chú ý đến cái vấn đề này. Thế thì đây là chúng ta nhìn theo một cái hiện nay tôi đã đọc rất nhiều cái các khuyến cáo ở châu Âu, ở Mỹ và ngay cả Việt Nam thì nó vẫn phù hợp với vấn đề mà điều trị theo kinh nghiệm nhóm Candida xâm lấn, gồm có là chọn lựa đổ tại vẫn nhóm vẫn là nhóm echinocandin. Và may mắn rằng ở Việt Nam chúng ta đang có hai cái loại mà thuốc đang được sử dụng song hành với echinocandin là caspofungin và micafungin. Caspofungin thì chúng ta đã xài quá quen rồi, rất là hiệu quả, nhưng mà chú ý cái nhóm Labrata gần đây. Thế còn lại một cái nhóm thứ hai là micafungin. Đây là một cái loại kháng nấm cũng mới vào trong Việt Nam trong vài năm gần đây thôi, nhưng mà cho thấy rằng cái kháng nấm đồ thì cái thằng này nó vẫn còn nhảy, mặc dù nó cùng là nhóm echinocandin nhưng mà nó mới ít sử dụng tại Việt Nam cho nên độ nhảy nó vẫn còn tốt. Và cái thứ hai là cái cách điều trị của nó, cách sử dụng của nó cũng đơn giản hơn là xài 100 mg mỗi ngày đều từ lúc đầu đến cuối. Thì cái vấn đề này là chúng ta cũng nên là có thêm được một cái vũ khí để chọn lựa giữa hai cái nhóm echinocandin cổ điển chúng ta đang xài mà vẫn còn hiệu quả tốt, cho một cái loại nhóm micafungin nó đang là mới mà sử dụng là cũng rất là hiệu quả trong điều trị. Thế tuy nhiên thì khi mà như tôi nói đó, khi mà sử dụng thuốc kháng nấm thì chúng ta phải rất là chú ý đến các cái vấn đề liên quan. Thứ nhất là các bạn phải cấy máu liên tục, cấy bệnh phẩm liên tục để xác định cái vấn đề mà hiệu quả điều trị. Nếu mà chúng ta không có bằng chứng, mặc dù là điều trị theo kinh nghiệm rồi đó, mà chúng ta làm trong 5 ngày không có bằng chứng, các bạn phải dừng thuốc. Còn nếu mà chúng ta thấy không có bằng chứng nhưng cải thiện lâm sàng thì chúng ta tiếp tục sử dụng. Và cái thứ hai là chúng ta phải điều chỉnh các loại thuốc và xác rõ cái tác dụng phụ của nó. Mỗi cái loại thuốc nó có một cái tác dụng phụ riêng thì chúng ta phải chú ý những vấn đề này để tránh những gây cái tổn thương cho bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân COVID nặng. Và cái cuối cùng là các bạn phải sau một cái khoảng thời gian điều trị tấn công đó mà vi sinh âm tính rồi thì các bạn phải có một cái giai đoạn điều trị củng cố. Đây là cái vấn đề của tôi gặp rất nhiều các bác sĩ trẻ, một lần quên cái này, ban đầu điều trị sau đó thì quên mất. Bài trình bày tôi đến đây là hết. Xin cảm ơn sự lắng nghe quý vị.